Biết rằng là trước khi con tới đây là tiếng Việt của con rất là kém lắm. Dạ. Kém lắm. Con hát bài hip hop thì chắc không có được rồi. Thì trong vòng 3 tháng sau thì chắc tiếng Việt của con cũng bớt nhiều, cũng nặng nhiều, đỡ nhiều. Tại vì con lên ký nhiều luôn. Lúc nào cũng ăn hết. Ăn thề hoài. Thì con sẽ tặng một bài hát cho ca đoàn và tất cả mọi người ở đây sống gần mẹ. I hope this is the result. Ha ha ha.